Quý vị anh chị các bạn thân mến, chắc có lẽ quý vị thì mỗi gia đình chúng ta ai cũng đã từng trồng loại cây này rồi phải không ạ? Cây này chính là cây lưỡi hổ. Thì cây lưỡi hổ là một trong những cây cảnh được trồng mang yếu tố phong thủy rất là tốt đối với chúng ta. Nhưng mà không phải ai ai cũng biết đây là còn ngoài tác dụng làm cây cảnh thì cây lưỡi hổ còn là một trong những vị thuốc trị viêm họng khàn tiếng. Thì hôm nay video ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng Kiên chúng ta hãy cùng xem là cây lưỡi hổ này nó có những cái tác dụng gì và cái cách dùng cây lưỡi hổ này trong điều trị bệnh như thế nào. Cái tên thường gọi của cây lưỡi hổ chúng ta hay gọi là hổ vĩ, còn gọi là hổ vĩ mép lá vàng hay lưỡi cọp xanh, đuôi hổ, hổ vĩ lan, kim biên hổ vĩ lan, đấy là một số cái tên mà chúng ta thường gọi. Cái công dụng của cây lưỡi hổ thì cây lưỡi hổ nó có công dụng là một trong những vị thuốc được các tài liệu đông y ghi nhận là nó có vị chua, tính mát, dược liệu được quy vào kinh phế. Cái công dụng là giải độc, trừ thối mục sinh cơ, thanh nhiệt. Chủ trị là dược liệu thường được dùng để chữa ho do cảm mạo, khàn tiếng, viêm họng, viêm tai có mủ, bỏng, nhọt, lở loét, sinh độc, vấp ngã bị tổn thương. Liều dùng thì chúng ta sẽ dùng ngày dùng là từ 6 đến 12 gam lá. Cái bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian đó là trị viêm họng, khàn tiếng thì chúng ta chuẩn bị là 6 đến 12 gam lá cây lưỡi hổ cùng một ít muối hạt. Thực hiện thì chúng ta dược liệu cần được rửa sạch và thái nhỏ, dùng nhai trực tiếp với muối hạt, cho ra nước rồi nuốt ngậm. Áp dụng 2 lần trên ngày, đều đặn đến khi triệu chứng thuyên giảm. Thứ hai là viêm tai giữa có chảy mủ thì chúng ta chuẩn bị một ít lá lưỡi hổ. Thực hiện thì chúng ta rửa sạch dược liệu và cho lên ngọn lửa than hơ đến khi héo dần. Đem giã nát rồi gạn lấy phần nước, dùng nước thuốc này nhỏ từ 4 đến 5 giọt vào trong tai, thực hiện tần suất từ 3 đến 4 lần trên ngày đến khi triệu chứng thuyên giảm. Thứ ba là chúng ta trị bỏng, chúng ta chuẩn bị từ 2 đến 3 lá cây lưỡi hổ ở dạng tươi. Thực hiện thì chúng ta đem lá đi rửa sạch rồi cắt ngang, lấy phần dịch ghen trong lá để thoa trực tiếp lên vùng da tổn thương. Thực hiện ngày 2 lần vào các buổi sáng, buổi tối, duy trì đều đặn trong ngày. Thứ tư là điều trị hỗ trợ viêm loét dạ dày tá tràng. Và thứ năm là giúp làm dịu cơn hen suyễn. Thứ sáu là hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiêu hóa. Thứ bảy là chứng khó tiêu ở hơi. Thứ tám là trị viêm da. Đấy, đây trên đây là một số cái bài thuốc về cái cây lưỡi hổ này. Thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể là áp dụng và chúng ta sử dụng khi mà chúng ta bị các cái bệnh liên quan mà cây lưỡi hổ này có thể chữa trị được. Đấy. Thì cái cây lưỡi hổ này thì rất là dễ trồng thôi. Khi mà chúng ta gọi là đi gặp chúng ta thấy ngoài đường, ngoài gọi là bờ ruộng thì đấy thì chúng ta có thể là lấy về chúng ta trồng. Thứ nhất là chúng ta vừa làm cảnh. Thứ hai nữa là chúng ta trồng để khi mà chúng ta cần đến cây lưỡi hổ thì chúng ta có thể lấy chúng ta làm thuốc. Thì đây là một trong những cái cây mà Kiên thấy là nó rất là hữu ích đối với mỗi gia đình chúng ta. Đấy. Cây lưỡi hổ này thì nhà Kiên cũng trồng một số chậu. Đây đây là một cái chậu lưỡi hổ thì nó cũng khá là dễ trồng thôi, cũng không cần phải chăm sóc nhiều, nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng thay đất rồi chúng ta sẽ bón cho nó một chút xíu thì nó cũng sẽ tốt và nó lên rất là nhanh, dễ rất là dễ trồng, không phải chăm sóc nhiều. Đó. Đấy, quý vị thấy là cái cây lưỡi hổ nhà Kiên không? Cái này là Kiên vừa mới xin về thôi và cũng chưa có trồng ra đất nữa, đang để nguyên trong cái chậu đấy. Nên là mình cũng chưa có trồng ra ngoài. Nên là mình quay chia sẻ đến quý vị cái những cái công dụng, những cái lợi ích của cái cây lưỡi hổ này và những cái bài thuốc liên quan đến cây lưỡi hổ thì nó giúp chúng ta hiểu hơn về cái cây cảnh rất là quen thuộc nhưng mà lại có nhiều cái tác dụng rất là bổ ích đối với gia đình chúng ta,
để chúng ta biết hơn về cây lưỡi hổ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.